Mình chào tất cả các bạn nha. Khi các bạn nhập cái củ sứ nguyên liệu về hoặc là ship một cái cây sứ từ xa về, người ta sẽ nhổ ra như thế này. Người ta sẽ nhổ ra như thế này thì bây giờ là các bạn phải tỉa rễ, các bạn treo nó lên. Treo nó lên cỡ 15 ngày thì các bạn mới trồng lại, chứ trồng liền là nó sẽ thúi nha. Thì ở cái cây sứ nguyên liệu á, cái cách tỉa rễ, cái kỹ thuật tỉa rễ nó cũng quan trọng lắm. Nó lên mạnh hay lên yếu là do các bạn tỉa rễ. Tỉa rễ làm sao mà để cho khi bắt đầu mình trồng xuống, khi các cái đầu rễ này nó khô mình trồng xuống thì nó phải bén rễ nó ra liền. Còn nếu các bạn tỉa sai kỹ thuật thì nó sẽ chậm ra và cái cây sứ nó sẽ lì, nó không phát triển được nha các bạn. Thì bây giờ ở những cái cây sứ như thế này nè, các bạn thấy nè, khi người ta trồng lâu năm rồi á thì người ta nhổ ra thì nó sẽ lu su bu như thế này. Nó sẽ lu su bu như thế này. Thì đây là những cái rễ người ta gọi là rễ cám. Cái rễ cám này thì bây giờ mình phải tỉa bớt đi. Chứ mình để lu su bu như thế này thì các cái đầu rễ này nó sẽ bị thúi nha các bạn. Nó bị thúi thì nó ăn vào cái đề rễ này, hoặc là khi nó dập nè, các bạn thấy nè, khi mình ấy về thì nó sẽ bị dập, nó bị gãy như thế này, các bạn không để ý thì nó sẽ bị thúi từ cái đầu này, nó thúi nó ăn vào cái củ ha. Thì nói chung là khi các bạn nhập về hoặc là người ta ship về cho bạn thì các bạn thấy nè, cái bộ rễ người ta trồng ở đây cả năm trời rồi nó sẽ lu su bu như thế này thì các bạn phải tỉa nó, tỉa làm sao, tỉa như thế nào thì mới đúng kỹ thuật thì nó sẽ lên nhanh cho các bạn thôi. Thì bây giờ mình chia sẻ như thế này. Ở các cái đầu rễ này trước tiên là các bạn phải tỉa những cái rễ cám ha. Cái rễ cám này, cái rễ nhỏ này là các bạn tỉa hết đi. Tỉa cho nó ấy hết đi nha các bạn. Đó, tỉa hết đi. Rồi tỉa hết như thế này để cho nó sạch cái đầu rễ cám đi. Thì còn những cái đầu rễ lớn đó thì mình tỉa như thế này. Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào chi tiết nè ha. Thì ở các cái đầu rễ như thế này thường thường nó có những cái chặng ba ha. Nó có những cái chặng ba như thế này nè. Các bạn thấy nè, nó có những cái chặng ba như thế này nè. Chỗ nào nó dập thì mình cắt đi. Ví dụ như cái thằng này nó dập nè, thấy chưa? Đó, nó dập vậy thì mình phải cắt sát cái đầu này ha. Rồi ở những cái chặng ba như thế này nè, nếu mà cái rễ thì thường thường ở chỗ cái chặng ba này thì thường thường nó ra này rễ dập này, các bạn thấy không? Đó, nó dập như thế này thì các bạn phải cắt ngay cái đầu dập này nha. Cắt ngay cái đầu dập này đi ha. Thì đó là mình nói. Còn trước khi các bạn mà muốn ấy thì phải là lấy một cái con dao thiệt bén ha, con dao Thái Lan thiệt bén thì các bạn xử lý nó đi ha. Xử lý nó đi, dùng cồn 90 độ xử lý nó ha. Xử lý nó đi rồi để cho cái dao cho nó vệ sinh mà. Thì nó khỏi bị thúi lây thôi chứ không có gì hết nữa. Tại vì trong khi mình cắt là có những cái củ sứ nó thúi và có những cái củ sứ nó không thúi. Thì những cái đầu rễ nó dập á, thì ở những cái chặng ba như thế này thì các bạn cắt ha. Đây là cái chặng ba này, các bạn thấy không? Đó, cái chặng ba như thế này thì các bạn không cắt sát trong cái đầu chặng ba được mà cắt ngay cái chặng ba này nè. Đó, cắt ngay cái chặng ba này nè, đó, cắt ngay cái chặng ba này. Thì ở đây sau này cái đầu rễ khi mình trồng xuống nó khô rồi nó sẽ bung từ cái này, nó bung ra rất là nhanh luôn ha. Đó. Còn những cái rễ mà cái rễ dài á, cái rễ dài như thế này thì các bạn sắc cắt đầu này á, thì cái chỗ này nó lỏng khẩu nó mấy, cho nên các bạn cắt ngay chỗ chặng ba. Chỗ nào mà các bạn thấy cái đầu rễ nó bung ra nhiều á, các bạn cắt ha. Cắt ngay chỗ cái chặng ba đó thì sau này nó mới phát triển được mạnh nha các bạn. Cắt ngay cái chặng ba đó. Đây nó có cái chặng ba này, thấy chưa? Đó. Đây nó có cái chặng ba, nhưng mà cái chỗ này là nó bị dập, bị thúi cho nên mình phải cắt trong cái đầu dập. Chứ đúng ra là mình phải cắt ngay cái chặng ba này. Cắt ngay cái chặng ba này ha, thì cái đầu rễ nó mới bung ra. Còn bây giờ cái chỗ này nó dập thúi mình phải cắt trong cái đầu thúi đây, cái chặng ba này, thấy không? Các bạn thấy nè. Đó, nó có những cái chặng ba đó thì các bạn cắt ngay cái đầu chặng ba ha. Cắt ngay cái đầu chặng ba cho mình. Đó, rồi bắt đầu các bạn xung quanh các bạn tỉa hết những cái rễ cám đi. Rễ cám chỗ nào mà cứ đè ngay cái chặng ba mà cắt. Chỗ nào mà nó có cái chặng ba hoặc là cái chỗ nào mà cái đầu rễ nó bung ra nhiều á thì các bạn cắt ngay chỗ cái đầu rễ đó ha. Đây nó có cái chặng ba này, các bạn cắt ngay cái chặng ba ha. Cắt ngay cái chặng ba. Chỗ nào có chặng ba thì các bạn cắt ngay chỗ chặng ba. Như trong cái này, như cái chỗ này nè, đó. Thì bây giờ nó lu su bu như thế này. Thì các bạn lựa thì trong đầu này nó phải có cái chặng ba ha. Nó có cái chặng ba thì rễ nó sẽ mọc từ cái đầu chặng ba này ra. Đó nè, chặng ba này thấy chưa? Đây cũng là có cái chặng ba nè. Các bạn thấy cái chặng ba không? Đó, cắt ngay cái đầu chặng ba nè, cắt ngay cái đầu chặng ba. Đó, chỗ này nó cũng có cái đầu chặng ba này các bạn thấy không? Đó, chỗ nào nó cũng có cái đầu chặng ba hết á. Thì các bạn đè ngay cho cái chặng ba các bạn cắt thì sau này rễ nó sẽ bung ra từ cái chặng ba, nó bung rất là mạnh luôn ha. Chỗ nào có chặng ba thì các bạn cắt, còn chỗ nào có rễ cám thì các bạn cắt bớt rễ cám bỏ. Đó, chứ còn chỗ nào dập thì các bạn phải cắt trong cái đầu dập. Nói chung là những cái kỹ thuật nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà mình sơ ý á, nhiều khi mình cắt ngay cái chặng ba nhưng mà trong đó nó có cái đầu dập, các bạn không để ý thì nó sẽ thúi từ cái đầu dập đó ha. Thúi từ cái đầu dập đó nó sẽ thúi vô, nó thúi vô thì nó sẽ hư cái củ của các bạn. Còn ở trên này, các bạn nào muốn để râu ria thì để, cũng mà không muốn râu ria thì các bạn cắt hết đi. Còn như mình ở đây thì mình ship về cho các bạn thì mình để râu ria như thế này. Thì thằng nào nó chúi xuống nó kiếm rễ được nó ăn thì mình để ha. Mình để. chứ mình không cắt. Đó. Sau này các bạn về các bạn muốn dọn như thế nào đó là chuyện của các bạn. Còn bây giờ mình cắt, mình tỉa theo đúng kỹ thuật thôi. Đó, thì ở những cái đầu chặn ba như thế này nè, nó cắt, bạn cứ cắt ngay cái đầu chặn ba như thế này cho mình ha. Thì sau khi mình tỉa rồi thì cái củ rễ nó sẽ sạch như thế này. Đây là một củ thứ hai ha. Thì bây giờ các bạn thấy nè, mới nhìn vào thì các bạn thấy nó lu su bu nè, nó tối mắt tối mũi luôn không, đúng không? Nó rối đúng không? Thì bây giờ các bạn tìm những cái rễ cám các bạn cắt trước. Đó. Cắt những cái rễ cám nào mà nó ấy ra ngoài cắt bớt đi để cho nó trống chỗ, các bạn thấy các bạn dễ làm. À. Rồi bắt đầu bây giờ mà bắt đầu khi cắt hết cái rễ cám rồi á. Cắt hết cái rễ cám rồi đó, cắt bớt cái rễ cám đi ha. Cắt cái rễ cám bỏ đi. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình tìm cái đầu chặn ba. Thì cái chỗ này nó có cái đầu chặn ba này các bạn. Bạn thấy không? Thì cắt ngay cái đầu chặn ba này. Đây, nó sẽ có cái đầu chặn ba ha. Cắt cứ đè ngay cái đầu chặn ba cắt thì sau này rễ ra rất là mạnh luôn. Rễ nào nó cũng có cái đầu chặn ba hết. Đây, cái đầu chặn ba ha. Rồi. Cứ còn những cái rễ cám nào thì các bạn cắt đi, cắt bỏ. Ha, cắt bỏ, không tiếc. Thì cái rễ cám đó nhiều khi mình trồng có nó dập á, thằng này nó có cái đầu chặn ba này các bạn thấy không? Nè, cái đầu chặn ba nè. Đó thì mình cắt ngay cái đầu chặn ba ha. Cắt ngay cái đầu chặn ba để cho nó sau này nó buông rễ ngay vô cái đầu chặn ba nó ra. Đó, rễ lô su bu đó mình tỉa lát đó nè. Như cái thằng này nó cái đầu chặn ba nó nằm suốt ở trong này, nhưng mà chỗ này nó bị dập cho nên các bạn cắt vô tới cái đầu chặn ba luôn. Đó, cắt vô tới cái đầu chặn ba. Chỗ nào rễ cám tỉa bỏ hết. Đây nó có cái đầu chặn ba nè, nè. Nè, chỗ này nó có cái đầu chặn ba này các bạn thấy không? Nè, cái chặn ba nè. Đó, cái chặn ba thì các bạn cứ đè ngay cái đầu chặn ba các bạn cắt. Còn cái chỗ nào nó dập thì cắt chiều sâu, tùy theo thôi. Đó. Thì còn ba cái rễ cám lô su bu này các bạn tỉa hết cứ bỏ cái rễ cám đi, tỉ cái rễ cám nó nuôi. Rễ cám sau này nó khó mọc lại cái ấy. Thì đây nó có cái đầu chặn ba này các bạn thấy không? Đó, ngay cái đầu chặn ba thì các bạn cứ cắt ngay cái đầu chặn ba cho mình. Thì sau cái đầu chặn ba này các bạn trồng xuống một cái là bắt đầu rễ từ cái đầu chặn ba này nó bắn ra rất là nhanh luôn. Thì trong thời gian từ 15 đến 17 ngày đó thì các bạn ghép xong thì các bạn treo nó lên. Thì cũng giống như là mình để trong 15-17 ngày mình treo vậy đó. Thấy không? Thì khi tỉa một củ sứ thì mình cũng nói lại là cứ đè ngay chặn ba mà các bạn tỉa ha. Tỉa xong xuôi rồi để khi mình ghép trên cái đầu này được 15 ngày thì mình treo nó lên. Hoặc là mình để trên cái giỏ gì đó thì được 15 ngày thì các cái đầu rễ này sẽ khô. Nó khô thì mình trồng lại. Vậy thôi. Thì đây là những cái cây sứ mà nó chậm phát triển, mình sẽ nhổ ra cho các bạn xem. Thì đây nè các bạn thấy nè. Những cái chỗ nào mà cái chặn ba, nó có cái chặn ba thì nó phát triển rất là tốt luôn nha các bạn. Nó phát triển rất là tốt. Đây cái đầu chặn ba nè. Nè. Còn những cái chỗ nào mà các bạn kép xa thì cái đầu chặn ba ra thì nó ra rễ hơi chậm ha. Đây còn ở cái cây này cũng vậy nè. Khi mà các bạn cắt ngay cái đầu chặn ba này các bạn thấy nè, đây cái đầu chặn ba này thấy chưa? Đó nó ra một lùm rễ nè. Đó cái đầu chặn ba là còn khi các bạn tham mà các bạn cắt ra xa nè. Nè các bạn cắt ra xa thì cái đầu rễ này nó sẽ không chịu ra nha các bạn, mà ngay cái chặn ba nó sẽ ra một đùm rễ. Cho nên là cứ đè ngay cái chặn ba mà cắt ha. Đó, còn những cái này mình khi mình cắt sai kỹ thuật, mình cắt xa nè, mình thấy cái củ nó yếu quá đó, mình cắt xa nó ra thì bắt đầu nó sẽ thúi nha các bạn. Nè nó thúi nè. Nó sẽ thúi hết rễ, nó cũng vào, nó cũng tụt vào cái đầu chặn ba. Cắt xa như thế này đúng là cắt ngang đây nè thì nó ra rễ rất mạnh nha, thằng này cũng vậy nè. Cắt ngang đây nó ra rễ mạnh bởi vì nó thúi nè. Đó nó thúi mình mới vuốt ra nè. Nó cuối cùng nó cũng phải vô tới cái đầu chặn ba. Thấy chưa? Đó nó thúi vô hết tới cái đầu chặn ba nó đứng lại. Cho nên là sau này các bạn này, cái thúi này đó, các bạn cắt ngay cái đầu chặn ba thì cái rễ nó phát triển rất là nhanh luôn nha. Cuối cùng nó cũng phải thúi nè các bạn nè, thấy không? Đó nó phải thúi vào tới cái đầu chặn ba thôi à. Đằng nào nó phải thúi vào tới cái đầu chặn ba. Chứ bây giờ các bạn cắt xa đây nữa nó cũng vào tới cái đầu chặn ba. Cho nên là cứ nè cái rễ nào mà các bạn cắt ngay cái đầu chặn ba thì nó sẽ ra một đùm rễ như thế này. Đó cắt ngay cái đầu chặn ba nha. Này, cái đầu chặn ba nè. Nè. Đây là cái đầu chặn ba này, thấy không các bạn thấy không? Đó nó ra rễ, cắt ngay cái đầu chặn ba nó sẽ ra rễ một chùm rễ. Còn cắt xa thì nó sẽ chậm lắm, rất là chậm luôn. Thì đây là những cái cây sứ mà mình đã cắt ấy này, cắt xa này, đúng là cắt ngay cái đầu chặn ba này nha các bạn. Thí dụ như cái củ sứ này các bạn cắt này. Cắt ngay cái đầu chặn ba này thì nó ra rễ rất mạnh, cái này mình cắt xa nó ra tí xíu thì cuối cùng nó ra rất là chậm. Mà chỗ nào mà cắt ngay cái đầu chặn ba thì nó ra rất là nhanh luôn ha. Cắt ngay cái đầu chặn ba nó ra rất là nhanh. Thì hôm nay mình cũng lên mình cũng chia sẻ lại cái cách mà tỉa rễ. Nói chung tỉa rễ thì ai cũng tỉa được hết á. Nhưng mà cái tỉa mà làm sao mà để khi trồng xuống một cái sứ cho nó mạnh, cho nó khỏe, nó ra rễ cực kỳ nhanh thì là đi, đó là cái điều quan trọng thôi. Chứ còn thì mình tỉa mà mình trồng xuống mình thấy nó tốt thì mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì hôm nay mình có mấy cái cây sứ hạt mình sẽ đi quay mình gửi đến các bạn nha. Thì bữa nay mình chỉ được 10 cây sứ hạt thôi nha các bạn. Thì mình 10 cây mình sẽ gửi đến cho các bạn ha. Tím xanh vàng đỏ gì thì mình không biết. Bây giờ đây là cây số 1 nha các bạn. Cây số 1 nó là màu cam sọc hồng nha các bạn, màu cam sọc hồng, màu cam sọc hồng ha. Cây số 1 mình bán 50k ha. Mình đến với cây số 2, cây số 2 nó là màu hồng, màu hồng cho các bạn cao lắm rồi, nó hơn 1 năm tuổi rồi. Màu hồng phấn rất là dễ thương, nói chung bạn nào mà thích màu hồng phấn thì chơi màu hồng phấn. Màu hồng phấn rất là dễ thương, nụ nè, nụ nối nụ luôn nha các bạn. Nó phân tàn được qua 4 nhánh, 1, 2, 3, 4 nha. Màu hồng rất là dễ thương. Cây số 2 mình bán 70k ha. Mình đến với cây số 3. Cây số 3 là một cái cây hồng găng nha các bạn, hồng vàng rất là đẹp luôn. Cây số 3 này nó đẹp, ở ngoài nó đẹp lắm. Nói chung là nó găng ở ngoài nó rất là đẹp nha các bạn. Hồng găng mà hồng vàng sọc găng nha. Đó. Thì cái dàn nụ nó là các bạn thấy là nó rụng hết rồi. Nói chung là nó phân tàn ở trên, ở dưới nó không phân tàn. Dưới bắt đầu bây giờ nó mới ra nụ nè, các bạn, nó ra mụn nè các bạn. Giờ bắt đầu nó phân tàn ha. Cây số 3 này là sọc găng ha, rất là đẹp, mình bán 150k cây số 3 ha. Mình bán cây số 4 ha. Cây số 4 nó là một cây vip nha các bạn. Nó là một cây vip. Nó là 4 lớp nha các bạn. 4 lớp. 4 lớp cánh rất là dày luôn. Ha, nó 4 lớp nè. 1 nè. Ha. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Đó, nó 4 lớp nha các bạn. Hoa 4 lớp cực kỳ to mà nó pha màu ngộ lắm. Chấm sọc vàng, trắng, nâu, đen về tùm lum hết. Ha. Cây số 4 4 lớp nha các bạn, hương thơm. Thơm lắm các bạn, thơm cực kỳ luôn. Cây số 4 mình bán 250k ha. Cây số 4. Mình bán cây số 5 ha. Cây số 5 nó là một cây màu hồng tiếp theo, mà cây màu hồng, nó cũng là cây màu hồng, cũng nói chung là cùng trạng với nhau hết. 1 năm tuổi hết rồi. Ha. Cây màu hồng 3 lớp nha các bạn. Nói chung mấy cái này là bạn gái chơi thì được. Màu hồng 3 lớp nha. Cây số 5 mình bán 150k. Ha. Mình đến với cây số 6. Cây số 6 nó là một cây vip nha các bạn. Cây số 6 nó là một cái cây vip. Đẹp lắm. Nó cánh đơn thôi nhưng mà thực sự nó rất là đẹp luôn. Cái cây này từ trước đến giờ mình chưa thấy nó lần nào luôn á. Nó trổ cực kỳ đẹp luôn các bạn. Vàng mà vàng ống luôn, mà nó có cái tim. Nó có cái tim màu đỏ chỉ ra ngoài, mà cái họng nó màu đỏ nha các bạn. Cái họng nó màu đỏ nâu. Cái họng nó màu đỏ nâu nha các bạn. Cái cây vàng này nó đẹp cực kỳ luôn á. Ha. Cái cây là vàng là mình màu đỏ nâu. Vàng đậm, đậm cực kỳ đậm luôn. Hương cực kỳ thơm luôn các bạn. Hương thơm lắm. Thơm cực kỳ thơm luôn. Ha. Cây số 6 này mình bán 200k. Ha. Cây số 6 này mình bán 200k. À, nó đang nụ nữa nè các bạn. Nụ nó nụ nè, đó cái dàn nụ nó nè, đó. Rất là đẹp. Cây số 6 ngoài nó đẹp lắm các bạn. Các bạn ráng sưu tầm nha. Cây số 6 này vàng ống luôn, vàng đậm cực kỳ ha. Cây số 6 mình bán 200k. Mình bán cây số 7 nha. Cây số 7 nó là màu trắng hồng. À, cây số 7 nó màu trắng hồng, các bạn thấy cái dàn nụ nè, dàn nụ mà kinh khủng luôn, 20 mấy 30 nụ luôn. Màu trắng hồng ha. Cái cây số 7 nó là màu trắng hồng, nó mới trổ nè. Bạn thấy cái hoa nó mới trổ nè. Hoa này nó trổ ngày hôm qua nè, cái hoa này nó trổ ngày hôm kia nè. Đó, màu trắng hồng nha các bạn. Màu trắng hồng. À, cây số 7 này mình bán 150k. À, cây số 7 mình bán 150k. Các bạn thấy cái dàn nụ này nè. Nụ nối nụ luôn, ở dưới ở trên nè. Đã chưa? Đó, nụ nó 20 mấy 30 nụ. Cái cây này nó rộ thì cũng đẹp. Đẹp. Nói chung mấy cây này dành cho bạn gái chơi được. Cây số 7 mình bán 150k ha. Mình bán cây số 8. Cây số 8 nó là hồng 3 lớp nha các bạn. Nó là hồng 3 lớp, cây cao. À, hồng 3 lớp, cây số 8 mình bán 120k. À. Mình bán cây số 9. Cây số 9 là hồng đơn. Cây số 9 nó là hồng đơn nha các bạn. Hồng đơn cũng rất là đẹp. Ở trong là cái họng màu vàng, ở ngoài là cái cánh nó màu trắng sọc hồng. Ha. Hồng đơn mình bán 150k. Mình có cái cây số 10 là cái cây vip nè các bạn. Hoa 4 lớp, tím, tím đậm, tím đỏ, tím rực luôn á. Ở ngoài nó đẹp cực kỳ luôn á các bạn. Đây, để mình quay cho các bạn xem. Nè, các bạn thấy nè, cái hoa tím nè. Nó màu đỏ vậy nè các bạn. Nè, nó màu đỏ nè. Ghê chưa? Đỏ mà rìa đen, nó giống như là nhi khăn một. 4 lớp nha các bạn. 1, 2, 3, 4 lớp nha các bạn. Đỏ mà đỏ nhung, nó nói chung là nó như cái áo dài nhung á. Các bạn cứ tưởng tượng nó như áo dài nhung á. Nó y như cái dao nhùn dài nhung này, các bạn thấy này, nó nhung ghê không? Nhung kinh khủng, nó nhung luôn. Hoa 4 lớp hương thơm nha các bạn. Nó rìa mà bắt đầu nó trổ mà nó xoay, cũng giống như nó xoay y như bông hồng đó. Tức là 2 lớp này cái cánh nhọn nó chỉ về lớp kia ha. Cái này là VIP, cái này test được luôn á. Y như khang 1, đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cái VIP nha các bạn. Cái này cái số 10 mình bán 400k. Ha, cái này cái số 10 mình bán 400k. Bạn nào lấy được cái cây này về test được thì test. Không test thì để mình test cho. Đẹp quá các bạn. Nó nhung kinh khủng, nhung rìa đen răng. Đẹp lắm, nó ria, nó giống như là ai lấy cái viết mà đem vẽ vậy chứ không phải là cái hoa. Đẹp cực kỳ luôn. Ha. Mình cây số 10 mình bán 400k. Thì hôm nay là mình chỉ có 10 cây thôi nha các bạn. 10 cây mình gửi đến cho các bạn ha. Cái cây số 6 này đẹp. Cây số 6 này vàng rực. Vàng đậm thiệt đậm. Đã ghê. Đẹp. Thì mình chỉ có 10 cây thôi mình gửi đến các bạn nha. Thôi thì một ngày mới mình cũng cầu chúc cho tất cả các bạn gần xa luôn luôn được mạnh khỏe nha. Làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người.